Xin chào các cô chú anh chị và các bạn, em là bên kênh bán hàng HTK. Thì hôm nay là cái xe Vario 150 các bạn. Xe này là gọi là mẫu Vario đẹp nhất các bạn. Thì chạy được tầm 35.000 cây các bạn. Thì khách mình là bảo dưỡng thay nồi nha các bạn. Thì bây giờ trong cái quá trình mở ra thì muốn được cái xe ngon các bạn, thì ngoài cái việc thay nồi ra, ngoài ra các bạn phải xử lý tay ga cho nhẹ và cài đặt lại ECM cho người ta thì mới ngon được. Nhiều bạn cứ lầm tưởng là thay bộ nồi vậy là ngon, là cái việc đó nó không ngon nha bạn, nó chỉ cải thiện được 70-80% thôi. Các bạn muốn một cái xe hoàn hảo á, thì phải làm những cái thao tác như thế này thì mới hoàn hảo được nha bạn. Thì mình cũng giới thiệu thật ra cái lượng xe mình rất là đông, là do mình làm cái giá bộ nồi và cộng thêm một chút đỉnh nữa để mình giống như mình nâng cấp một số cái giống như phần mềm này, rồi mình làm nhẹ ga một số việc cho khách mình luôn, chứ không phải đơn giản là cứ làm bộ nồi vô là ngon hoàn toàn là cũng không có nha các bạn. Thì mình thật ra mình không nhận được đông là do hiệu lượng xe của mình rất là nhiều, mình làm không có nổi nữa nha các bạn, thì các bạn thông cảm. Thì trước tiên một chiếc Vario nè, mình phải bứng ga ra, mình xem kỹ họng ra đồ lại cho người ta và xử lý phần mềm luôn. Thường những xe này mình sẽ mở tua cho người ta luôn, mở tua hoàn toàn miễn phí nha các bạn, không có tính tiền. Nhiều khi mình sắm một cái máy rất là nhiều tiền, 20 mấy triệu, nhưng mình làm toàn bộ, mình hỗ trợ công việc chứ không phải là mình tính tiền người ta nha các bạn. Thì các bạn hãy coi cái thao tác mình làm để bảo dưỡng những xe này, thì có gì thiếu sót thì các bạn thông cảm bỏ qua cho mình. Thật ra mình làm cho các bạn xem clip vui thôi, thì các bạn mua hàng thì mua, không mua hàng thì cũng không sao các bạn. Thì trước tiên á, cái xe này thì cái phần mà kết nối với máy đục lõi, cái jack DLC là nằm ở dưới cái hộp bình nha các bạn, mình sẽ xử lý cho bạn xem. Để giải quyết cái công việc cho nhanh bạn, trong khi mà chờ mà để xử lý những phần khác thì mình cho chạy phần mềm trước các bạn, chạy phần mềm song song với những công việc mình làm. Thì đối với những cái xe mà mở tua xe zin á, không độ chế thì các bạn mở ở cái vòng quay vừa phải thôi nhé các bạn. Những xe đời mới rồi rất là hay, các bạn có thể điều chỉnh được góc mở nè, các bạn thấy nè, mình phóng cho bạn xem thì có thể mở được nè. Xe zin là 9.400 nhé các bạn, 9.400 vòng trên phút, mình mở thêm có thể là 10.500 nè. Thì thường mình chọn là 10.500 thôi, ở cái góc mở cộng thêm 5% xăng cho nó bốc xe nha các bạn. Đó. 12.000 vòng là mở lên được nữa nha các bạn. Nhưng mà đòi hỏi các bạn phải đi kim đi này đi kia đâu rất là nhiều, nó lệch rất là nhiều. Mình cho tiến hành chạy song song rồi mình xử lý những công việc khác nha các bạn. Thì mất khoảng tầm 10 phút nha các bạn. Máy sẽ tự động dò luôn bạn. Thì cái này là chạy chung với phần mềm Vario 2019 rồi bạn, K59F nè. Đó, chạy. Thì trong cái quá trình chạy đó, các bạn không được đụng tới cái hệ thống điện, nhưng mà mất công chạy lại nó cũng không hư đâu, lỡ có trục trặc thì mình phải chạy lại nó cực thôi, không có gì phức tạp. Vario thì nó hay dãy cái chỗ này nữa bạn, dãy cái nhựa này nè, chút mình đóng dở rồi.
thường á thì đi lâu ngày các bạn, những cái tay ga này nè, chai á các bạn cầm vô nó không mượt, cảm giác rất là khó chịu khi lên ga luôn, bắn bỏ thay luôn các bạn. Với thật ra nó sẽ teo cao su bạn, teo cao su nó rút vô mà nó sẽ lòi cái ống ga ra rất là xấu, thôi bỏ luôn thì nó sẽ đẹp hơn. Đây, lấy ra rồi. Quên quay cái mã nồi cho bạn xem. Chuông mình nó cháy như vậy nè, nó làm cho bố mình chai thì bắt cũng kém rồi nha các bạn. Không phải là cái chuông vẫn xài được nhưng màu nó xấu thôi. Nhờ khi mình thấy cái hiện tượng này thì bố nó chai nó cứng như bạn, các bạn vệ sinh lại thì nó bắt cũng rất là kém nha các bạn. Cái này nó có cái độ mòn rồi nhưng mà không đáng kể, các bạn có thể tận dụng. Đi Kuro 30 mấy ngàn cây mà vẫn còn tốt nha bạn. Mà đặc biệt nó chai nó xào, thay bỏ luôn thì nó đi máy xe hơn nha bạn. Bạc lỏng, bạc này lỏng nha bạn. Lỏng nó gõ cọc 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 á. Bi bi này là bi nhẹ nha các bạn, bi này là 15.9 rồi nha các bạn. 15.9 bi nhẹ. Thì đây có vẫn có khuyết khuyết nha các bạn. Có thể là mình tận dụng cái này lại cũng được. Tận dụng đây này lại, mình khuyên á những chiếc 150 mình thay bi của AB vô cho nó nhẹ lại mặt. Bi AB vô á cho nó nặng á, nó ghe sớm tí xíu cho nó đỡ gầm máy các bạn. Thì hiện giờ mình đã cài đặt xong hết rồi nha các bạn. Quá trình nâng cấp phần mềm đã xong nha các bạn. Mình tắt khóa rồi mình rút máy là được rồi.
đối với xe này cái hướng giải quyết của mình là thay lại bi nồi bạn. Cái hướng giải quyết của mình là thay lại bi nồi nè, và bạc trượt các bạn, cho nó đừng gõ bi nồi nè, bạc trượt cho nó không gõ nữa nha các bạn. Rồi tiếp theo mình thay lại bố càng dài. Đây mình sử dụng lấy bố càng dài các bạn. Bố càng dài thì nó sẽ bắt hổn hơn, nghĩa là mình mới nhấp ga thì nó quăng ga sớm mà cảm giác cái xe mình nó đỡ ồn, đỡ lì. Mà thay cụm dây cua ro lại là nguyên cái cụm nồi mình nó ok các bạn. Cái thắng này nó kêu nè. Rồi thay bố thép. Thay bố thắng và thay ti gấp men lại các bạn. Cho các bạn xem. Cái cấp ben này mình các bạn thay lại, nó rất là cứng nha, bóp vô cứng tay. Đó, thay cấp ben thì thay lại nè, bóp vô cứng tay. Xe này bảo dưỡng hết thì chạy rất là mượt. Ống ga thay lại, bố thắng thay lại các bạn. Bố thắng này thì thề chung với bố thắng AB Việt Nam mình thôi, không có gì phức tạp các bạn. Đây. 31.000 cây. Rồi còn cái gì nữa bạn, làm nhẹ với ghe thì mình khuyên các bạn không có gắn dây đồng nha, chỉ cần cho cái đường lò xo nó về đây và kéo cái này lên một tí xíu nè, kéo bẻ lò xo lên một xíu, nghĩa mình tận dụng chính bản thân nó, mình làm nhẹ luôn, mình không buộc dây đồng, đứt dây đồng là hoặc kẹt dây đồng là cũng rất là nguy hiểm, thì mình không có khuyên các bạn tận dụng dây đồng, nó là ý kiến cá nhân của mình. Rồi còn làm những việc gì nữa thôi, vệ sinh họng ga, nhất là mấy cái chỉnh ra ti nè, dơ thì chỉnh ra nó kém, các bạn nhìn nè rất là dơ, nó bít hết. Vệ sinh họng ga, vệ sinh kim phun kèm theo luôn nha bạn, xử lý rất là ngon lành, khi xong rồi xe chạy rất là mượt, xe này chỉ khô đầu thôi. Rồi, cô nước làm mát đây nè, nhét nhau. Thì hôm nay mình quay cái quá trình bảo dưỡng lại thôi nha bạn. Thì nồi thì mình chút mình gắp nồi, mình sẽ chia sẻ những cái phần mình xử lý là cái bộ nồi này thôi. Nhất là hai cái tay ga các bạn, mà cái tay lại nha bạn, ống ga mình để cho chai cầm vô chạy rất là dở. Nhiều bạn cứ nghĩ là thay nồi hay gì vô là chạy mượt, không có chuyện đó nha bạn. Ngoài ra còn cái kỹ năng xử lý của người thợ nữa thì mới mượt nổi nha các bạn. Không phải là cái kỹ năng xử lý, là biết cái chỗ cần xử lý. Ví dụ như tay ga nè, phải nhẹ. Và cái hệ thống phun xăng mình phải nâng cấp nó lên chút xíu, dùng máy hỗ trợ thì xe nó mới ngon được nha bạn. Rồi tới đây thôi, mình xin cảm ơn các bạn. Đây là cái công việc mình làm hàng ngày. Hôm nay thật ra mình cũng đuối rồi nha bạn. Mình xin cảm ơn các bạn rất là nhiều.